người một món ốc cũng rất là ngon, đó là ốc nhãi. Không những ngon, giò vị của nó rất là ngọt mà còn rất là rẻ nữa. Một ký này mình mua khoảng 55.000. Để mua được ốc nhãi ngon á thì mình phải lựa chỗ uy tín để mua được ốc nhãi thật là ngon, thật là tươi, thì khi mình ăn á thì ốc nó mới ngọt, mới dai, mới giòn và dễ mình khơi ra. Khi mình mua về thì mình sẽ ngâm cho nó ra sạch cái cát bùn, mình để ngâm tới khi mình nấu. Trước khi mình nấu thì mình sẽ chà rửa thật sạch để cho nó sạch hết, nó ra, nó nhả hết cái phần cát vào ra. Hôm nay mình sẽ ăn ốc luộc nên bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái nguyên liệu để luộc ốc. Mình sẽ dùng sả dập, chả dập vào các khúc ớt, mình cũng sẽ chả dập vào các khúc. Khi mình luộc ớt thì nó sẽ dậy cái vị thơm của con ốc. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bảnh. Hãy like, share và subscribe kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất tại lên vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Để luộc thì bây giờ mình sẽ cho nước vào và mình cho sả và ớt vào. Cái ốc này luộc rất là quan trọng nha, mình phải luộc đúng thời gian và đúng cách thì ốc nó mới giòn với ngọt và nó mình có thể khui ra. Còn con ốc này nếu mà không biết cách làm thì nó sẽ rất là khó khui, nhiều lúc ăn bực luôn, không ăn nữa luôn. Đây con ốc như thế này nè mọi người, mình ăn, mình mua, mình gặp ốc rất là tươi nên mình đã mua về. Cái phần này thì khoảng 500g thôi, mình để phần còn lại mình làm những món khác. Để luộc cho thật ngon thì khi nước sôi, nước thật sôi thì mình sẽ cho ốc vào. Mình sẽ cho ốc vào và ngập nước, ngập hết ốc thì mình sẽ luộc trong vòng đúng 10 phút thì mình sẽ tắt bếp. Nếu mà lâu quá thì con ốc nó sẽ thuộc lại, nó thuộc vào trong, mà nhanh quá nó không chín thì mình khui ra, nó sẽ ra cái phần đầu thôi, cái phần đầu chín thì nó mới ra. Còn cái phần sống ở bên trong nó bị sống và nó sẽ bị đứt luôn. Mình sẽ để luộc trong vòng 10 phút thì con ốc nó sẽ toại cái đầu ra như thế này, là khui ăn rất là dễ mà con ốc giòn ngọt. Giờ mình sẽ cho ra, mình đổ nước đi, mình lấy ốc, mình sẽ chấm cùng với muối ớt mà mình hay ăn đó mọi người. Cách làm muối ớt thì mình không giới thiệu lại nữa nha. Cái món này có rất nhiều cách ăn nhưng mình vẫn thích nhất là luộc. Nếu mà ở nhà thì thường mình mua ốc về mình chỉ luộc và chấm muối thôi, ăn nó vừa giòn vừa ngọt và vừa đơn giản. Khi luộc thì mình sẽ không cho thêm nguyên liệu, nếu các bạn thích thêm thì có thể thêm một tí bột ngọt thôi, chứ còn không cho thêm gì nữa nha. Con ốc này mọi người rất là dài, chắc, ăn vào giòn giòn ngọt ngọt. Khi mà con ốc tươi á, mình sẽ kéo ra được hết cái phần đuôi như thế này, đó là con ốc tươi. Con ốc mà nó không tươi thì các bạn sẽ kéo ra được có một phần đầu thôi, hoặc là nó sẽ cứng và mình sẽ khó khui ra. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.